Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng OrderFood được thực hiện tại website mylab.vn Mình tên là Chế Công Bình Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về cái bàn à, Chúng ta đã xử lý cái việc đăng nhập rồi đúng không? Cũng như là kiểm tra đăng nhập Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm công việc tiếp theo là khi chúng ta đăng nhập thành công cứ như là khi người quản lý đăng nhập thành công thì sao các bạn? Chúng ta sẽ nhảy vào giao diện trang chủ của ứng dụng đúng chưa nào? Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ làm cái giao diện trang chủ đó à thì giao diện trang chủ chúng ta chỉ có gì bạn cái đơn giản là một cái gì navigation bar thôi à, đây để mình xem nào à hình như mình đã xóa đi rồi thì phải à vậy là mình thử đăng ký lại ha đây bài trước là chúng ta đã đăng ký rồi đúng không mình ví dụ mình đăng ký mình chọn đại cái nào đó đi ha cho nó nhanh ha rồi mình thoát ra rồi thì giao diện trang chủ chúng ta sẽ như vậy ha, đầu tiên vô chúng ta sẽ làm cái giao diện trang chủ nó trắng bóc như thế này và bao gồm một cái là à router đúng không? Bao gồm cái này thôi. À chúng ta sẽ làm giao diện trang chủ như vậy, rất đơn giản, chỉ có là màn hình trắng như vậy và một cái router layout ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta làm làm cái việc này trước. À thì phải có giao diện trang chủ này thì chúng ta mới làm thêm chức năng là thêm bằng ăn và hiển thị nó lên trong cái giao diện trang chủ của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu các bạn thì để xây dựng được cái giao diện trang chủ đó ha các bạn tạo gì các bạn à, chúng ta tạo đi một cái file layout nữa đúng không nào rồi ở đây các bạn đặt tên cho mình mình đặt đây là leo trang chủ còn các bạn muốn đặt như thế nào cũng được ha nhưng mà các bạn nên đặt như vậy đến chi để chúng ta gợi nhớ tới cái tên để chúng ta biết được là à cái file xml này làm cái gì nè nó là file layout hay là gì đó chẳng hạn đúng không nào rồi về đây là các bạn nhớ là gì ở đây có phải là browser à, router layout vậy là mình chạy router layout vậy các bạn thấy là router layout của gì của gói support version 4 đúng không nào và chúng ta gọi android 2 chấm support à support đây router layout đúng như nào chúng ta sẽ xài cái này xong như vậy là chúng ta đã có router layout rồi à, chúng ta bỏ orientation đi bởi vì orientation là gỗ thằng linear ha rồi sau đó chúng ta có gì các bạn Có phải là chúng ta có browser layout Bây giờ chúng ta có cái này ba Đúng không? Vậy chúng ta khai báo một cái ba Thì các bạn nhớ là ba thì chúng ta sẽ xài gì? Đúng rồi ha à, Android support luôn đúng không nào? Mà gửi là à, version 7 chứ không phải là version 4 Chúng ta có ba Đúng chưa? Rồi chiều rộng chúng ta phải là map parent Thì chiều cao các bạn có thể xài chiều cao chuẩn của ba Bằng cách các bạn gọi thuộc tính attribute hỗ trợ sẵn Bằng cách các bạn gọi chấm hỏi attr Xuyệt Sai tool ba, Đây action 3 sai à, Các bạn xài chuẩn của nó Đúng chưa nào Đây ATTR action ba sai ok Đúng không như vậy thì chúng ta đã có được tương ba rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái gì Có phải là các bạn thấy là cái phần trắng trắng này Nó là ghi hoàng À nó là chính là cái một cái frame layout đúng không nó kia nó một cái frame layout hay là một cái nó đúng ra là nó là một cái layout nhưng mà thông thường nó sẽ làm một cái frame layout để chi để chúng ta add các phép mình vào đây khi mà chúng ta lít vào trang chủ trang thực đơn trang nhân viên trang thống kê gì đó thì ở đây là cái phần frame layout để chúng ta add các các nội dung của phép mình vào và ở đây mình khai báo frame layout mình sẽ cho là map parent luôn à tại vì frame layout đó mình muốn full màn hình nên mình sẽ để là map parent và cuối cùng chúng ta sẽ có ở đây là đúng rồi navigation view đúng không nhưng mà các bạn thấy là navigation view nó là của gói design đó design vậy chúng ta phải add thư viện vào đúng không các bạn vào file ha các bạn vào file sau đó các bạn chọn rồi chết rồi các bạn vào phần module ha các bạn chọn app và các bạn chọn dependency và các bạn add, add thư viện vào đây library dependency còn nếu như bạn nào có thư viện ngoài thì các bạn sẽ chọn là file dependency ha còn nếu bạn nào muốn hỗ trợ sẵn á, thì các bạn vào đây nó sẽ liệt kê cho các bạn danh sách thư viện hỗ trợ sẵn ha đây chúng ta sẽ tìm tới chữ design đây design đây chúng ta cần này ok rồi chúng ta ẹ xong thì các bạn chờ ha chờ cho cái thằng radio của chúng ta để nó nó xuyên rồi chết nó đọc bộ rồi chết chúng ta lại rồi ok chúng ta ẹ xong rồi đó bây giờ chúng ta sẽ đi đây các bạn đây mình sổ ra lại ha bây giờ chúng ta sẽ làm gì à, chúng ta sẽ thêm thư viện vào thôi đúng không nào à, chúng ta sẽ thêm cái thằng navigation view ở đây chúng vậy chúng ta gọi android chấm những bạn đi sai đúng không nó là của gói design sai các bạn chào thấy ha nó đang view đây design sai chấm chấm navigation view chúng ta sẽ sử dụng nó rồi mình sẽ để cho nó met parent luôn android chiều rộng và chiều cao ha các bạn lưu ý là vì nó là một view nên lúc nào cũng phải có chiều rộng và chiều cao là width là các bạn thấy nè require đúng không đâu kia nó như là bắt buộc gì nữa các bạn và layout hai mình cũng để là map parent được chưa các bạn à, và các bạn có width các bạn có thể để là wrap content cũng được wrap content rồi thì các bạn thấy là chúng ta đã khai báo xong cái navigation view đúng không nhưng nè chúng ta khai báo như vậy là chưa đủ ha để navigation view á, nó có được cái phần này các bạn thấy là khi bạn sổ ra nó có được phần header và cái phần gì đây cái phần này đúng không thì thì cái này á, chúng ta sẽ định gì đây có phải là cái phần trang chủ thật đơn nhân viên thống kê cài đặt nè nếu như bạn nào đã tìm hiểu qua navigation view rồi thì các bạn biết nó là cái gì à cái này là menu đúng không còn cái này là header layout thì navigation view nó sẽ có hai cái đó ha thì các bạn sẽ khai báo thêm một cái nữa các bạn phải khai báo cái name page cái nem, một cái nem bay để các bạn có thể sử dụng hai lần đó vì sao các bạn khai báo nem bay mình sẽ giải thích luôn nè nếu như các bạn xài navigation view đây navigation view này à, thì các bạn không cần khai báo nem bay thì thằng navigation view này các bạn nó chỉ hỗ trợ cho như là theo mình nhớ đó, là phiên bản android có chừng là 4.3 trở lên thì các bạn mới xài được này nếu như đối với các phiên bản android sau này ví dụ như là dưới 4.3 hay là dưới 4.0 các bạn xài này thì nó sẽ không có navigation view nó sẽ không hỗ trợ việc đó đó là lý do tại sao chúng ta xài cái gói support support là một gói thư viện hỗ trợ sẵn ha các bạn lưu ý nó là một gói thư viện hỗ trợ, sẵn nó có thể hỗ trợ là đa cái giống như là chúng ta phải nói là đa platform đúng không nó hỗ trợ là cái phiên bản android thấp hơn thì có nghĩa là khi các bạn khai báo à android support design with get navigation view của dạng gói support hỗ trợ này thì các phiên bản android thấp hơn có thể chạy được thằng navigation view này đúng không nếu như các bạn xài thằng này lỡ như người dùng chạy phiên bản chạy cái ứng ta bằng phiên bản Android 3.0 đi thì các bạn biết là Android do nó nhiều phiên bản quá thì nó dẫn tới gì các bạn à phương mảnh đúng không nó sẽ dẫn tới việc phương mảnh nó không đồng đều về cái hệ điều hành nó không giống như là iOS đúng như nào thì bạn thấy là đó là lý do tại sao chúng ta xài gói hỗ trợ thì khi chúng ta xài gói hỗ trợ thì chúng ta không thể nào gọi thẳng thuộc tính là đây mình gõ cho bạn xem thử không biết nó ra hay không hy vọng là nó ra thì nó sẽ có tính gọi là Android Hitler layout à nó không ra rồi, vậy là nó không liệt kê đây. Thì nó chúng ta phải gọi nếu như các bạn xài ha, xài navigation view ha thì các bạn có thể là gọi thẳng là Android hidder layout. Nhưng đối với thằng support thì các bạn phải có một cái nem bay, một cái nem bay riêng. Các bạn copy nem bay này lại cho mình. thì các bạn đổi chữ Android thành chữ app hay là chữ nào cũng được, chữ tool cũng được ha. Thì cái này các bạn đổi lại thành là red auto. Thì cái này là nem bay ha, thì nem bay nó sẽ thống kê ra các thuộc tính có trong cái nem bay đó. À, red auto. Rồi lúc này mình sẽ gọi app 2. Uh, header layout bằng ở đây chúng ta sẽ gọi tới file layout và để có được cái phần menu trang chủ đặc đơn này nè thì chúng ta sẽ gọi tới một cái menu các bạn gọi app menu bằng rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc mà thiết kế cái menu trang chủ đặc đơn nhân viên thống kê và cài đặt này bằng cách chúng ta sẽ về các bạn tạo ra một file menu thì lúc này các bạn nhìn phần bên trái chúng ta nè thì theo mặc định khi mà các bạn á, thông thường ha cái này mình nói thông thường thôi nếu như bạn nào có rồi thì thôi ha theo mặc định thông thường á, thì khi chúng ta tạo mới một project mà dạng mg project của thằng android studio thì chúng ta sẽ không có folder menu thì các bạn thấy bên đây rõ ràng bên mục resort chúng ta nè không có folder menu mà chỉ có drawable layout minim map, map và gì về thôi chứ không có folder menu đúng không nếu chúng ta tạo tạo cái dạng mà không phải MG project mà chúng ta tạo một cái plan project thì nó sao các bạn, nó sẽ có chúng ta cái menu đồng thời nó phát sinh ra cái gì? Một cái content men và một cái là activity men. Đúng không? Rồi, thì nếu như không có menu thì chúng ta tạo ra folder menu thì các bạn tạo cho mình. Menu. Đây. Ok. Được chưa các bạn? Chúng ta đã có được folder menu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo file menu. À ví dụ như đây mình là menu trang chủ. à và các bạn chọn là menu navigation bar chẳng hạn navigation đó menu navigation view cũng được ha à, đây mình đặt là menu na, menu navigation thì cũng như là cái bài menu thôi chúng ta cần các bạn à chúng ta sẽ khai báo các item thì đây chúng ta có bao nhiêu item các bạn nhỉ rồi chúng ta điểm xem một hai ba bốn năm năm item đúng không vậy chúng ta copy năm item à mình có thuộc tính vô đi ha để chúng mình đổi cho nó dễ android title đúng không nào thì mặc định thằng này là trang chủ đúng không mình sẽ cứng ha tạm thời mình sẽ cứng nha trang chủ rồi chúng ta sẽ có tới gì icon đúng không vậy là chúng ta có icon icon gì đó chưa biết ha rồi chúng ta sẽ có tới các bạn có phải là mặc định thằng trang chủ được chọn đúng không vậy chúng ta sẽ cho là à, check kịp bằng chu rồi chúng ta có 6 cái phải không ta 2 4 5 à chỉ nhớ mình hơi kém ha các bạn ha năm cái thôi 2 3 4 5. Rồi, được chưa các bạn? Và chúng ta có là trang chủ gì đó. Thì bây giờ các bạn thấy là những cái file những cái những cái gì? Những cái chuỗi như là trang chủ, đặc đơn nhân viên gì đó là chúng ta không được xét cứng và chúng ta khai báo lại trong à trình trong XML. Ok chưa các bạn? Rồi, chúng ta sẽ vào đây khai báo chuyên nem bằng trang chủ. À các bạn đặt tên sao cũng được ha, không nhất thiết là đặt giống mình, miễn sao là các bạn nhớ thôi. Trang chủ ha, chờ mình xem chính là mình gõ là chủ trang rồi. Trang chủ rồi sau đó là chúng ta có gì nữa các bạn string nem bằng à thật đơn đúng không thật đơn rồi chúng ta có gì nữa đây trinh nem bằng nhân viên à nhân viên rồi nhân viên rồi chúng ta có tới là cài đặt đúng không nem bằng cài đặt à thống kê chứ nhỉ thống kê rồi sau đó chúng ta tới là cài đặt luôn các bạn truyền nem bằng cài đặt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo chuỗi đó cho cái thằng gì à cái menu chúng ta thôi đây trang chủ bỏ nó ngay đúng không nào chúng ta sẽ gọi là a cộng trên trang chủ à, tương tự như vậy copy xuống ở đây sẽ là à, thực đơn đúng không thực đơn đó hà rồi tiếp tục ở đây ở đây sẽ là nhân viên rồi ở đây ở đây là thống kê đúng không nào thống kê và cuối cùng là cài đặt rồi thì hình hình nó đâu ra thì hình mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn đây hình đây à các bạn có thể quăng hình vào đó được chưa các bạn à, nắm hình quăng vào trong Rival Quất nó rồi còn một hình nữa ha à chúng ta có rồi Trong rồi rồi ở đây sẽ là a cộng trang chủ đúng không là hình trang chủ rồi tiếp tục ở đây thật đơn a cộng reliable mình sẽ lấy cái hình đăng nhập ha à, logo đăng nhập rồi tiếp tục ở đây à, icon trang à, chủ đúng không icon nhân viên nhân viên thì ở đây mình sẽ là nhân viên a cộng reliable nhân viên rồi ở đây là thống kê oh, a cộng reliable thống kê thì các bạn lưu ý là chúng ta chưa làm đa màn hình ha cho nên chúng ta chưa thiết kế là cái icon này chúng ta mặc định chúng ta để trong rau bầu này là chúng ta xài chung ha này là normal á ra rau này của normal ha thì tới khúc mà sau khi chúng ta làm xong áp có nghĩa là chúng ta làm xong hết mọi chức năng các bạn thì chúng ta mới đi qua phần tạo giao diện đa màn hình nha các bạn lưu ý là chúng ta không tạm đa màn hình liền ha mà chúng ta nên làm xong hết các chức năng rồi chúng ta làm đa màn hình vì của đó là chúng ta chỉ cần chỉnh sửa là giao diện thôi chứ chúng ta không đụng gì tới code nữa ha a cộng rau cài đặt rồi thằng này chết kỳ chu nó đóng mấy thằng này chết kỳ chu chúng ta không có ha rồi đây bỏ hết và các bạn lưu ý nè nếu như các bạn để các item này các bạn các bạn để các item này không á mà các bạn không để vào một cái là drop các bạn không để vào một cái drop nào hết thì như các bạn để được tính check kịp bằng chu mình ví dụ à, các bạn để tính check kịp bằng chu á thì mặc định á, nó không nó không có chọn thằng nào được lít như vậy đâu. ha, nó không chọn thằng được lít, thằng được check như vậy đâu mà nó sẽ gì nó sẽ check hết. Thì các bạn nên gom thằng này, gom các item này vào một nhóm thì các bạn tạo ra một cái drop. ha, sau đó trong cái drop này các bạn các bạn sẽ định một thuộc tính gọi là android check able behavior. Cái nghĩa là uh, cái hành vi mà check á, thì chúng ta sẽ chọn là single, có nghĩa là chỉ chọn được một trong các item này thôi. ha, rồi chúng ta để cái này trong drop đó, thì như vậy mới là hoàn chỉnh. Rồi, chúng ta đã có được menu đúng không? Vậy chúng ta quăng menu nào vào trong? Đây, bằng cách gọi a cộng menu. Như các bạn? Menu navigation. Xong, chúng ta đã có được phần menu. Và các bạn lưu ý nè, để cho cái thằng navigation view này nằm ở phần bên trái, nằm tuốt bên trái á thì các bạn sẽ gọi một thuộc tính gọi là Android Layout Gravity ha, Android Layout nó không liệt kê ra nè các bạn thấy nè nó không liệt kê ra ha các bạn lưu ý ha ra vt vậy các bạn phải tự nhớ thuộc tính này bằng thì lúc này nó còn nó có sẽ liệt kê ra đây đó chúng ta sẽ là ta star. star thì nó sẽ nằm dịch về bên bên trái của chúng ta ha rồi bây giờ là tới header layout vậy chúng ta tạo ra một cái header layout cho nó đây ví dụ như đây là mình đặt tên là layout header navigation trang chủ rồi, OK. Bây giờ mình thiết kế với các bạn. Có phải lúc này là header chúng ta cần có một cái tấm hình, đúng chưa? Một cái ông gì đây? À, một cái một 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 cái hình đại diện. Ha, một cái hình đại diện và cái tên của cái gì? À, tên của người đăng nhập hoặc là cái nickname đăng nhập, đúng không? Và ở đây sẽ là có thể là chứng minh nhân dân. Ha, rồi, OK. Bây giờ chúng ta làm. Vậy các bạn thấy là chúng ta có đây các bạn. Phần header chúng ta chỉ có là tấm hình hình ông già, đúng không? Vậy ở đây là các bạn thấy là để bố trí được cái tấm hình Các bạn lưu ý là chúng ta cần phải phân tích xem là chúng ta sẽ áp dụng những cái layout nào mà chúng ta đã học để chúng ta làm được cái việc này Đúng không các bạn? Chứ không phải là các bạn vô thấy Ồ, oh, thấy dài dễ quá ba vô mà chúng ta chưa biết mà chúng ta vận dụng layout nào hết Thì các bạn lưu ý là chúng ta phải phân tích xem là chúng ta xài cái layout nào cái đã Đúng không? Thế đây các bạn thấy nè Thực ra cái này các bạn thấy là chúng ta xài layout nào cũng được Đúng không? Nếu như mình xài like, like, layout được các bạn Cũng được đúng không? Mình xài fan leo được không? Được luôn Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình muốn là ai à, xài cái leo nào mà mình tiện lợi tiện lợi đối với mình cái việc mà mình bố trí cái hình được như vậy đúng không thì các bạn thấy là hình rõ ràng cái hình chúng ta được canh giữa đó là một vấn đề đúng không hình chúng ta được canh giữa vậy nếu như chúng ta xài lên leo mình nói mình nói ví dụ như mình xài lên lao mình canh giữa hình không được chứ đúng không rồi mình cho này gì lên lên xuống được đúng không nhưng bạn thấy là chúng ta khai báo nhiều lên quá loại không xài rồi fem layout frame layout, nếu các bạn phải xài frame layout các bạn cho hình ra giữa và nằm bên trái được không được nhưng mấy cái chữ này thì lúc này các bạn phải các bạn phải là phải là chúng ta canh margin đúng không các bạn thấy là chúng ta phải canh margin hai cái chữ dưới dưới với tấm hình vậy các bạn thấy là loại ngay chúng ta loại ngay thằng farm frame liền bất tiện quá bởi vì sao bởi vì margin mà nếu đã là margin thì chúng ta phải gì các bạn xét cứng gì đúng rồi xét cứng kích thước đúng không nào nếu đã xét cứng kích thước ví dụ như chúng ta muốn canh dưới tấm hình đó, thì chúng ta canh tớp ví dụ là canh tớp 100 đi từ khoảng là có phải là từ mới đầu là tấm cái cái chữ chúng ta nằm sát trên đây đúng không để canh tớp xuống tấm hình quay lên chúng ta canh mấy trăm pixel luôn đúng không à, mấy trăm db luôn đó các bạn vậy là gì các bạn lỗi ngay chúng ta không làm như vậy liền làm như vậy là quá bèo rồi cách đó quá dở đúng như nào rồi phèm nào lỗi còn gì nữa các bạn thằng gì tiện lợi như chúng ta việc này theo các bạn thấy nào có phải là cái chữ chúng ta sẽ nằm dưới tấm hình đúng không và chữ này sẽ nằm dưới cái chữ này hãy các bạn theo các bạn là chúng ta sẽ xài cái gì layout nào là đơn giản và nhanh nhất à đúng rồi relative layout đúng như nào có phải là relative layout thì relative layout chúng ta cho thằng tấm hình đầu tiên là chúng ta khai báo tấm hình cho ra giữa là bên trái đúng không chúng ta canh mặt kim tấm hình đối với cái lề bên trái xong sau đó gì chúng ta chỉ cần việc là cho hai cái chữ này nằm dưới cái tấm hình và gì lề nó canh lề bằng tấm hình À, các bạn thấy là chúng ta cần phân tích xem là chúng ta sử dụng leo nào chứ cái đã chứ không phải là chúng ta bay vào cắm đầu vào cắm đầu là một cái leo nào đó mà chúng ta khai báo rất là cực khổ ha và sau này chúng ta thiết kế đa màn hình cái chúng ta cũng vậy cũng cực khổ luôn đúng không nào rồi xong vậy đầu tiên chúng ta gì cần set background cho cái thằng thằng này nhưng mà trước tiên các bạn thấy là mặc định chúng ta tạo ra là gì đây linear leo và chúng ta đổi lại là relative leo Rồi, xong layout. Thì layout là một cái orientation đúng không? Bỏ luôn. Rồi, chúng ta có layout Rồi, bây giờ chúng ta có hình nền. Ok, hình nền mình đã có chuẩn bị sẵn đây. Copy vào. Đúng không các bạn? Rồi, bây giờ mình định background. Browable background header 1. Thì các bạn thấy là đối với đối với vì đây là header nha Nếu như các bạn để nó mắc về chiều cao như thế này nè à, các bạn để map về chiều cao thì khi các bạn sổ ra à, ví dụ khi bạn sổ ra thì cái header này nó sẽ chiếm tút nguyên cái phần này luôn có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy phần menu vậy ở đây chúng ta sẽ xét cứng thì đối với điện thoại mà 7 inch thì các bạn để cho mình là 150 dB à 150 dB được chưa các bạn thì các bạn thấy là có thể là các bạn thấy là 150 dB thì sao các bạn nó chưa đẹp cho lắm thì các bạn thêm một tí có nghĩa là nếu như 110 dB á thì đối với màn hình bạn à, cái cái điện thoại các bạn thấy điện thoại bây giờ chúng ta là màn hình cũng là từ à, 4 inch với nhà mình xin lỗi các bạn ha 4 inch 4 inch đến 5 inch á 4 in đến 5 inch á thì chúng ta nếu các bạn để 110 thì các bạn so đôi chiếu nè thì có phải là nó rất là hẹp đúng không nó khoảng tới đây thôi các bạn có thể nhích thêm một tí cũng được tùy theo các bạn ha nhưng mà thông thường là từ 150 đến 190 là đẹp ha à thì thông thường người ta sẽ xài số 190 này. Rồi chúng ta không khai báo các bạn. À không khai báo xài cứng như vậy mà đâu. À đúng rồi, trong dimen đúng không nào? Đây. Dimen size 1.90 thì Rồi, quay trở lại cái header của chúng ta. Header đâu nhỉ? Đây. À cộng giữa bạn, Demand sao nó không cho mình gọi nhỉ? A cộng demand xuyệt no more layout Retail layout set chiều rộng rồi trăm uh, size 190 db có thể nhiều lúc nó không ra thì các bạn có thể tự nhớ các bạn gõ lại ha cho nó ra cũng được rồi chúng ta đã có gì đây có hết bây giờ các bạn thấy là chúng ta cần một cái image view mà nó tròn tròn nó có thể bo tròn được cái thằng image view này à các bạn nếu như các bạn đã nghiên cứu về gì các bạn các navy các bạn có thể xem các bài nó đúng là các bài hướng dẫn ở trên mạng thì nó sẽ sử dụng một bộ thư viện gọi là h đi 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 đúng không nó sẽ sẽ bộ viện đó thì bạn thấy là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta ẹt trong cái phần rồi thì nó sẽ không có bộ thư viện đó đây mình mở lên cho bạn xem nó là như là h đâu đen các bạn thấy không có đúng không? Đúng chưa các bạn? Nó không có bộ thư viện đó. Đây mình tìm xem nè. Ha, à, không có. Đúng không nào? Đó, vậy nếu như các bộ thư viện không có, nếu như các bạn có thể nếu như các bạn nào mà nhớ được cái tên thư viện á và cái phiên bản của nó thì các bạn có thể khai báo thẳng trực tiếp vào trong Radio Rip. Còn nếu không các bạn có thể tải tải cái số thư viện vào. Thì ở đây mình nhớ thì mình sẽ khai báo ở đây ha. À, mình sẽ khai báo là compile. Rồi, có phải là đồ đen hót đúng không? thì các bạn thấy á, cái thư viện này nó chẳng qua là người ta kết tầm kết tầm view thôi, người ta kết tầm cái view thành cái hình tròn thôi. ha, các bạn lưu ý là người ta kết tầm view thành hình tròn và sau đó người ta làm thành cái thư viện thôi. chúng ta tự làm cũng được nhưng mà ở đây người ta làm sẵn rồi thì dạy gì mà chúng ta làm nữa đúng không bạn? thì mất công chúng ta. thì thì có thể là sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết tầm view ha. rồi bây giờ chúng ta sẽ có là đi trắng h, đồ đen hóp chấm circle image view theo mình nhớ là như vậy thì phải phiên bản là 1.3.0 à, hd đi đúng không hd đen hop đây là hai chấm nhưng không phải chấm các bạn hai chấm hai chấm đúng rồi hai chấm rồi tới là cái tên tên cái view được cái tầm ha thì tên view cái tầm của nó lần này rồi thì đúng rồi tên view có tầm là kết sẽ view rồi bây giờ chúng ta sử dụng thì chúng ta copy này được chưa các bạn đem qua thẳng header ha và các bạn thấy báo là đi chấm h đô đen hop view à chúng ta chưa xin chưa xin rồi chết đúng không các bạn lưu ý là chúng ta xin xong thì nó mới nếu như thứ đúng thư viện thì chúng ta gõ nó sẽ ra ngay cái đây Ha, nó sẽ giống như là nó sẽ nhắc lệnh chúng ta ở đây à, mình xin rồi chết rồi để xem có chưa nào à, như bạn đi đúng không đi chấm h Do Do đen hop chấm à, hit the layout đúng rồi the layout chưa có mà chúng ta chưa khai báo rồi tạm thời ẩn xuống ha đây mình bấm cái ga liền đúng không nếu như nếu như mà nó xin rồi xin thành công á các bạn chỉ cần bấm đi chấm h đô thôi bấm cái cùm cho phay ba nó liệt kê ra liền đó được chưa bạn rồi chúng ta định chiều rộng và chiều cao thôi là được rồi mình sẽ xét chiều rộng và chiều cao Android hay uh, chấm Layout leo width đúng không nào leo width mình sẽ để là 76 db vì tấm hình chúng ta nhỏ ha các bạn lưu ý tấm hình chúng ta nhỏ leo layout, layout 2 là 76 dB rồi chúng ta sẽ có thêm một cái là leo with leo 2 về chúng ta muốn có cái sột đúng không nào sột cái nữa cái đã rồi là cái tên tấm hình chúng ta Rawable ví dụ như mình cho tấm hình mặc định là logo đăng nhập đi rồi mình đã có được tấm hình mình sổ xuống ha các bạn để cho nó dễ thấy để cho bạn thấy code rồi mình có được logo đăng nhập bây giờ mình cho nó ra giữa thì các bạn đúng rồi vì đây chúng ta xài gì đây radio layout đúng không ra giữa chúng ta là center vertical chu ra giữa đúng chưa rồi các bạn thấy là canh margin ai chấm margin 24 db margin left à cụ thể đây cụ thể hơn là margin left 24 db đợi cho các bạn các bạn thấy là gì nó canh ra ngoài là 24 db rồi bây giờ mình xong rồi đúng với các bạn đúng không bây giờ mình đặt id cho nó thôi rồi mình mình khai báo gì đây hai cái test view là hai cái tên đúng không, ví dụ đây là logo, à, logo uh, navigation, lỡ như trường hợp các bạn có uh, có xài chẳng hạn rồi bây giờ chúng ta sẽ báo hai test view, wrap content, à mình đang mình tạm thời xét cứng cái này ha một chút nữa xong hết để để cho nó thành hình rồi đó rồi chúng ta sẽ là sửa lại ok chưa các bạn, android hai à, id ad, ad, rồi ví dụ đây là tst uh, đây sẽ là gì đây? À tên đúng không? TT tên nhân viên navigation dễ phân biệt ha các bạn lưu ý là vì đây là của navigation thì chúng ta thêm đó để phân biệt nha rồi thì bây giờ chúng ta nằm dưới đây à, nằm dưới sơ cự mình đúng không vậy chúng ta khai báo android layout đúng rồi layout below đây layout gạch below gọi tới id của thằng logo navigation thì bạn thấy đây mình tắt này xuống nha. Nó nó nằm dưới đó các bạn, thêm đoạn test cho dễ thấy nào. Test. Để dưới đây là tên nhân viên đi, tên nhân viên. Đúng không? Đây các bạn thấy đây, nằm ở dưới đây, đúng không? Đúng chưa nào? Rồi thì phong chữ Android test type mình sẽ định phong luôn cho nó bự một tí ha. Đây là cho nên đậm. Rồi sau đó mình định tiếp đi đây. Mình định tiếp là test size cho nó bự lên bự lên cỡ nhiêu các bạn? 30 hả? 30 bự quá không ta? 30 quá bự đúng không? Rồi chúng ta đổi kích thước lại đi ha, cho nó khoảng chừng là 18 thôi. Ha, mình đổi mình khai báo thêm kích thước là 18 nữa. Đây, size 18, dimen. Size là 18 dB. SP chứ nhỉ? SP xin lỗi các bạn, SP. Vì kích thước là chúng ta xài đơn vị là SP ha rồi quay trở lại cái header uh, đúng không nào header vậy là size 18 tám đó chúng ta có tên đúng không rồi chúng ta cần tên nhân viên thôi chúng ta khỏi cần làm này được không được không là vấn đề đúng không và các bạn muốn là các bạn cho thêm số điện thoại nếu mà thông thường người ta chỉ quan tâm tên nhân viên thôi ha rồi chúng ta như vậy thôi khỏi cho kia cũng được rồi bây giờ chúng ta cho vậy chúng ta muốn nó nằm ngang có nghĩa là vị trí bắt đầu của nó bằng vị trí bắt đầu của thằng này và chúng ta sẽ có là android 2 chấm à, uh, layout star à, layout ta gọi tới id của thằng navigation view uh, của thằng sơ cầu view ha logo rồi khi các bạn có tính này nó bắt chúng ta khai báo thêm tính nữa gọi là layout align rồi chúng ta khai báo layout align left đây layout align left cũng gọi tới thằng logo navigation đến chi để nó nằm bên trái bắt đầu thì phía bên trái Cứ là bắt đầu các bạn hiểu là vị uh, cái lời bắt đầu của nó sẽ là cái lề bên trái của thằng gì logo navigation đó được chưa Vậy là chúng ta đã xong rồi bây bây giờ chúng ta gì đem logo vào thôi bằng cách chúng ta gọi a cộng layout a à, đem header vào các bạn layout Xuyệt như vậy các bạn layout layout header navigation trang chủ xong chúng ta đã có phần header đó đây các bạn thấy là khi hoàn chỉnh thì các bạn rơi vào đây mình xem này nó báo thư viện thôi không có gì ha các bạn nó báo nè follow last nè nó nói là chúng ta không dùng á có nhiều cái mà chúng ta không dùng á ha không được khởi tạo á không sao đâu cái đó không sao cả miễn nó lên nó lên như vậy là được ha nhiều lúc các bạn thắc mắc thì nó không thành vấn đề gì cả ha các bạn ha rồi bây giờ chúng ta chạy lên chứ các bạn chưa đúng không làm sao mà chúng ta test được khi mà chúng ta chưa có gì hết à thằng tool ba nè thằng tool ba sao nó không có gì nhỉ đúng không nào Đối cho tôm ba không có gì hết rồi chúng ta sẽ chỉnh thằng tôm ba lại một tí ha chúng ta cho cái màu tôm ba đi để xem tôm ba chúng ta như thế nào android đặt id cho nó id là tôm ba rồi chúng ta cho cái màu tôm ba cái đi ha cho nó cái màu cho nó cái background color thì chúng ta sẽ có một cái màu ha một cái màu background color thì giống như màu ở đây là màu da người đúng không hơi cam cam một tí ha các bạn ha thì các bạn có thể chích màu chích màu cũng được ví dụ như đây là background mà đặt tên là background tune ba đó được chưa rồi mình sẽ lấy mã màu ha rồi mình sẽ lấy cái mã màu của nó rồi bây giờ mình sẽ khai báo bên đây Android manifest này hết xài ha tắt nó đi nào hết xài chúng ta tắt đi cho nó đỡ đỡ một tí layout đăng nhập leo trang chủ đây leo đang nhập hết xài đúng không bỏ luôn rồi color ở đây sẽ là background tune ba à chúng ta phát hiện ra gì tại sao tune ba chúng ta lại chiếm toàn màn hình đây kỳ nhỉ đúng không nào rồi chúng ta khai báo đi này luôn cái đã id id bằng content ha content đây là nơi chúng ta ép phép mình vào đây rồi chúng ta thắc mắc à tại sao thằng tune ba nó lại là chiếm hết màn hình đây bây giờ chúng ta sẽ tìm nguyên nhân xem thì bài xem là nguyên nhân tại sao nè. Nếu như các bạn khai báo như vậy, mình sẽ mô tả router layout bản chất nó là cái gì nè. Nếu bạn nào đã từng nghiên cứu về router layout rồi thì các bạn sẽ biết được là thằng router layout là cái gì. Thì các bạn ví dụ như các bạn thấy lúc nãy mình khai báo cái navigation view đúng không? À, các bạn nhìn vào navigation view là có phải là mình navigation view ồ oh, nó chiếm hết toàn hình nhưng do gì? Do mình định nó vị trí bắt đầu nó nằm vậy, nằm tuốt ở bên trái đúng không? Cho nên nó không có đè lên đây nếu như mình bỏ tính này các bạn thấy nó chạy nó sẽ chạy ra ngoài nha đúng không đây nó chạy nó đè lên thằng kia đúng chưa nó chạy nó đè lên đó nếu như mình không định đây mình không định mình định nè đó thì nó nhảy ra ngoài đúng không nó không đè lên này thì các bạn có thể suy luận ra được điều gì à đúng rồi thằng browser layout này bản chất nó là frame layout đúng không vậy nếu đã là frame layout mà chúng ta để thằng này nó là gì đây chiều cao nó là thằng size action bar size thì có thể là vậy đây, nó có thể là nó là map parent, đúng không? Và nó có thể bị frame layout nó đè đi. Vậy chúng ta gì? cần bỏ cái hai này trong một cái linear layout. Vậy có phải là cơ cấu nó hiển thị gì đó các bạn, từ trên xuống dưới, đúng không? Từ trên xuống dưới đây, đó chúng ta bỏ vào trong cái linear layout. Rồi, Thì đây là map parent. Thì linear layout này có phải là giao diện content mà, mình sẽ cho map parent. À, rồi mình quăng hai kia vào. Quăng thằng toolbar và frame layout vào. được chưa các bạn đây quá được đi chứ đúng không à, đấy nó đã hình thành rồi đúng không rồi do này chưa cái ID thì nó sẽ bị báo lỗi là Bự bữa, bữa tí ha báo lỗi mình ngu á nó không cho xài á hoặc là nó chưa có orientation à chưa có orientation mới đúng orientation à. vertical bởi vì này chúng ta chưa có không có xử lý gì tới nó leo không có xử lý tới nó thì chúng ta không cần đặt ID được chưa các bạn à đây đây chính là browser layout chúng ta và navigation view rồi thì bạn thấy là nếu như mình xóa thằng gravity này nè thì các bạn thấy là gì thì các bạn thấy là có phải là thằng này nó chạy qua đây đúng không nhưng các bạn thấy là gì đây nó chưa có bắt rau đúng không thực đơn nhân viên thống kê cài đặt thì nó chưa có rau vậy chúng ta định cái bắt cho nó à, tạm thời chúng ta xóa cái ta đi chúng ta sẽ bắt rau cho nó bắt thì chúng ta xài bắt rau bắt rau chụp với màu bắt rau của các bạn tuần ba đúng không vậy color xịt bắt rau tuần Rồi, được chưa các bạn? Được rồi. Ok rồi, đúng không? Đây. Rồi, vậy chúng ta thêm tính là rabbitita cho nó. À Android 2 chấm. Mình copy này đi ha, rồi mình uh, mình trả về cho nó nhanh. Trả về để cho nó ra lại tính kia ha, tại vì mình làm biến gõ ha các bạn. Rồi. Như vậy là xong, đúng không? Bây giờ chúng ta là còn như các bạn? Nó chưa chưa hoàn thiện đâu, bây giờ mình chạy lên thử ha. Rồi chúng ta chạy lên OK. À lỗi lỗi gì đây? Nó không có lỗi gì nhỉ? Rồi chúng ta chạy lại ha. Thoát hẳn ra app đi. Rồi OK. À đây được rồi ha. Chắc nãy là bị gì đó. À, tên cũ chúng ta như là chế công bình đúng không nào? mình cũng không nhớ rõ hình như là 123 đăng nhập thất bại 456 xem thất bại luôn ôi chưa cho ơi à. à Phạm Tân đúng nè mình nhớ là Phạm Tân thì phải Phạm Tân bát là 123 à kỳ okay, nhà nhờ À đây đúng rồi, mở bông 56. Rồi, thì mình thấy là bây giờ chúng ta muốn lít vào nút đồng ý này, đồng ý này nó sẽ chuyển qua thẳng thằng trang chủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lên nút đồng ý một tí đây. Đồng ý đây, đúng không nào? Đây bớt tên đồng ý, đây, đúng không? Các bạn thấy là nếu như các bạn thấy là à đây là nút xử lý bớt tên đồng ý, nhưng mà chúng ta khai báo function chúng ta không biết nằm đâu cả, các bạn lít phải vào. Các bạn chọn go to. Ha, go to nè các bạn thấy là declaration và các bạn nhấn cái chọn B. Đó, bạn có thể lít vào đây, cùng chọn B. Nó nhảy tới gì đây? Function mà chúng ta gọi ha nó vậy tới tôi rồi tôi, tôi rồi nếu như đăng nhập thành công chúng ta không không thông báo sức đăng nhập thành công Và chúng ta chỉ chuyển qua trang chủ đúng không vậy chúng ta khai báo intent đúng với các bạn chúng ta muốn chuyển qua trang chủ mà intent intent bằng new intent đúng chưa rồi có phải là đăng nhập activity chúng ta đang ở đăng nhập activity nè chấm nè dit nè và chúng ta muốn gọi tới trang chủ và chúng ta phải là trang chủ activity có chưa các bạn chấm lát chưa đúng không chúng ta chưa tạo trang chủ TVT vậy bây giờ chúng ta phải tạo đây nhấp phải vào new trang chủ activity ok rồi chúng ta kế thừa về gì các bạn à, app comeback activity rồi kế thừa lại phương thức đúng rồi on Create right. phương thức vòng đời mà ha rồi sau đó chúng ta sẽ là set layout set content view r chấm layout À, hơi lắc một tí ha các bạn chấm layout chấm như các bạn trang layout trang chủ đúng không rồi xong chúng ta khai báo trong android manifest các bạn lưu ý là khi chúng ta khai báo một cái activity thì khai báo ngay trong android manifest liền trang chủ activity rồi tạm thời là như vậy rồi đây chúng ta sửa lại trang chủ activity chấm lab thì bạn thấy là có phải là khi đăng nhập thành công thì chúng ta muốn hiển thị tên đăng nhập vào trong cái uh, cái chữ dưới tấm hình đúng không có phải là chúng ta truyền thằng này qua không truyền cái tên đăng nhập đúng không vậy chúng ta lấy tên đăng nhập chúng ta truyền qua cho người dùng ok vậy chúng ta intent chúng ta phải bút à, bút bút cái tên bút cái tên người dùng đăng nhập vào đúng rồi vào cho qua qua cái trang chủ lúc nào intent chấm bút extra ví dụ như là tên đăng nhập bằng ed À, tên đăng nhập chấm get test chấm tu rồi bây giờ chúng ta gì đây các bạn à, ta activity thôi star activity chuyện cái gì intent thì đây ví dụ ở đây là ai trang chủ đi ha đặt theo thống nhất đi để intent không nhiều lúc không biết intent là cái gì rồi ai trang chủ rồi được chưa xong bây giờ chúng ta xử lý trang chủ có phải là chúng ta cần lấy intent đúng không vậy chúng ta khai báo cái gì đây intent bằng get intent đúng không rồi chúng ta lấy dữ liệu vậy chúng ta là trình trình gì các bạn tên đăng nhập bằng vậy các bạn lúc nào chúng ta đăng nhập thành công thì chúng ta mới có dữ liệu đúng không và chúng ta bằng intent chấm get trình extra cái tên là tên đăng nhập đúng không nào rồi tạm thời là như vậy ha có rồi, có tên đăng nhập rồi, đúng không? Đúng như các bạn? Rồi bây giờ chúng ta chạy lên cái đã ha, để chúng ta để chúng ta xem lao trang chủ đã thì chúng ta mới truyền dữ liệu thôi chứ chúng ta chưa xử lý gì hết ha. bởi chúng ta xem lao trang chủ lên chúng ta có navigation view hay chưa, đúng không? Có toolbar hay chưa? Ha, chúng ta cần phải xem cái đó. Rồi phạm tuân một hai ba bốn năm sáu, ok. Vậy là gì các bạn? Nó nhảy qua trang à nhảy với trang chủ rồi chúng ta kiểm tra xem có năng sinh view chưa à có rồi à, rất là đẹp đúng không đây đã có nó sinh view rồi nhưng mà thấy là gì đây nó sinh view chúng ta không có màu là một là một lẻ đúng không không có màu nè đúng không bây giờ chúng ta muốn nó có màu kìa giống như kia đó với lại chúng ta muốn gì đây có cái ba uh, gạch ở đây nữa đúng không đúng không tuôn ba các bạn thấy là tôi ba ta chưa có gì hết rồi bởi vì sao bởi vì trang chủ chúng ta chưa xử lý trên tuôn ba chưa xử lý nam view nhưng mà bạn thấy là gì về cơ bản là chúng ta đã gì có hết tất cả rồi bây giờ chúng ta chỉ cần việc là xử lý thôi đúng không bây giờ chúng ta xem cái layout trang chủ chúng ta đã kiểm tra xem navigation view đặt ID chưa chưa thì chúng ta đặt ID Vì chúng ta cái đang cần xử lý nó đúng không các bạn ví dụ như đi navigation view rồi thêm chữ trang chủ đi cho nó phân biệt ha rồi chúng ta cần xử lý các bạn có phải là chúng ta cần xử lý cái thằng à, router layout nữa đúng không vậy đặt ID cho nó thằng nào chúng ta cần xử lý thì chúng ta kiểm tra xem và chúng ta đặt ID à, đây là router layout rồi và thằng Tuna 3 à Tuna 3 chúng ta đặt rồi đúng không rồi hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta khai báo ở đây đầu tiên là gì Router layout của chữ bạn à của có support bọt ha quốc nó Router layout rồi sau đó chúng ta tới gì navigation view đúng không navigation view cổ thằng gì đây gói support quốc nó navigation view và cổ thằng tool bar tool bar cũng cổ support luôn ha rồi tìm nó bên giao diện đúng chưa các bạn tìm bên giao diện rồi tìm bên giao diện chúng ta sẽ là browser layout bằng file view by đi r id Router layout ép kiểu về rồi tiếp theo là navigation view bằng file view by ID r.id.navigation view trang chủ. Thế tới là toolbar. À thì các bạn thấy là lúc nào chúng ta cũng có mấy dòng này hết ha. Vậy vì, vì vậy chúng ta làm những dòng này trước. Chúng ta chưa biết chúng ta làm gì hết đúng không? Nhưng mà chúng ta nên làm những dòng này trước để chúng ta có hết có hết dữ kiện cái đã. Rồi. Bây giờ chúng ta cần xử lý nào trước? Chúng ta sẽ xử lý là từ trái qua phải ha. Vậy chúng ta xử lý ba trước. Vậy chúng ta khai báo ba cho cái thằng trang chủ TVT cái đã đúng không bạn thấy là nó mặc dù nó biết là có tun ba rồi nó, nhưng nó chưa biết cái thằng tun ba này là tun ba đâu nó chưa biết thằng tun ba là action ba đâu thì chúng ta cần phải khai báo nó là action ba ha và chúng ta gọi gọi get support hay là set à set support action ba đây nó nhận vào cái tun ba thấy tun ba vào được chưa các bạn rồi bây giờ để có được cái ba gạch bên đây á thì các bạn khai báo tiếp cho mình là get support action ba chấm đây set default delay ha set default delay chu một cái rồi các bạn tiếp tục gọi get support action 3 chấm set delay home Nhọn chu rồi chúng ta có hàng này thì có hàng này nó cũng chưa xong đâu bởi vì sao bởi vì chúng ta cần nó chưa ra hàng này nữa đây mình chạy lên cho bạn xem rồi ok rồi mình đang nhập vô nào mật khẩu nè nhảy vào đúng không nó chưa vậy à nó mới là lúc này thôi chứ nó nó biết cái thằng này là thằng browser layout không chưa đúng không vậy bây giờ chúng ta xử lý được action 3 chưa rồi à, action 3 chúng ta đã xử lý rồi à được một cái lợi thế đúng không xử lý được action 3 rồi bây giờ chúng ta cần gì xử lý tiếp thằng browser layout đây à xử lý tiếp rồi bắt đầu xử lý tiếp browser layout chúng ta sẽ gọi browser layout không dừng browser layout nó sẽ có một cái là gì đây các bạn là phần bên đây đúng không? Thì nó sẽ là router layout chút gồ thì phải theo mình nhớ là như vậy router uh, router leo tút gồ hay là router leo tút gồ hay là nó là của action à đúng rồi action 3 ha theo nhớ action 3 router leo tút gồ đây các bạn thấy là cửa gói gói support bọn version 7 đúng không nào tạo nó nêu nó thì khi bạn nêu nó bạn thấy gì đây nó nhận vào activity đúng không dx browser layout chúng ta có chưa các bạn? Có rồi đúng không? Chúng ta gọi tới thằng browser layout chúng ta. Rồi, hai cái chuỗi là à các bạn thấy là ching à a à, cầm nước báo là a chồng ching Resort kiểu in đúng không? Là cái cái tên, cái tên mà chúng ta mở à tên chúng ta đóng rồi chúng ta nó là kiểu ching và chúng ta khai báo kiểu ching đây. ching name bằng mở. Rồi, ching nem bằng đóng rồi mình sẽ truyền hai cái chuỗi mở và đóng này vào đầu tiên là chuỗi mở đúng không nó gọi a cộng truyền. hay là như bạn r truyền chấm mở đúng không nào vì nó nhận một cái in mà nên chúng ta khảo gắn r luôn không? r truyền chấm truyền chấm đóng được chưa được rồi đúng không được rồi, đúng không các bạn như các bạn lưu ý là thằng thằng action router Go nè nó phải chúng ta phải có hai cái thừa hai phân thức của nó nữa đó chính là on on Browser open và on Browser low ha phải cái thừa hai này nữa nha đây đó và sau đó chúng ta gọi tiếp sau đó chúng ta gọi tiếp là Browser sau đó chúng ta cái này là các bạn lưu ý là này action bar router Go là nó mới khai báo trên đây thôi nhưng nó chưa biết được là thằng browser Google này là của thằng browser nào vậy chúng ta sẽ set thằng browser Google này nè cho thằng browser Leo chúng ta bằng cách chúng ta gọi browser À xin lỗi các bạn browser Leo chấm vậy các bạn set à, router listener Thì các bạn thấy là router listener à chuyện vào gì đây router Google à được chưa các bạn router Google sau đó chúng ta đồng bộ nó router layout chấm xuyên Uh, như xuyên hả để mình nhớ xem uh, như là à các bạn gọi action 3 ha có nghĩa là thằng browser Action ba browser browser Google có nghĩa gọi này là hai chấm xuyên để cho nó đồng bộ xin rồi chạy lên xem rồi chúng ta chạy lên ok rồi đăng nhập vào rồi mật khẩu OK, lít vào. Đâu các bạn? Oh, nó ra dấu ba rạch rồi nhưng là sao lúc này chúng ta lít không được? Các bạn lưu ý nè. Nếu như các bạn khai báo browser Action bar browser Túp go á, mà các bạn chỉ biết khai báo là ra Leo không, thì nó mới là hiểu ra Leo thôi. Có nghĩa là, nếu các bạn khai báo như vậy á, thì các bạn phải bắt riêng lít riêng cho này, đúng không? Nếu như các bạn thêm một thuộc tính nữa gọi là Tun ba thì nó sẽ hiểu như vậy thằng browser tool này nó sẽ về được add vào thùng tún ba và sự kiện lít đất cũng sẽ là của thằng tún ba và khi chúng ta lít vào thằng này nằm ở trong tún ba thì nó sẽ show cái thằng browser layout ra cho chúng ta được chưa chạy lên à mình nêu cho các bạn một số lỗi mà chúng ta thường hay gặp ha ok à, thì có thể là hơi mất thời gian chúng ta một tí mật khẩu ok bấm vào sổ rồi chứ bạn sổ ra rồi đúng không nó đã sổ ra rồi rồi còn mình nhiệm vụ ở đây sự kiện lít của thằng navigation view thì để bắt sự kiện list navigation view chúng ta element mình gì đây nếu như bạn nào đã nghiên cứu thằng này rồi ha là on navigation đúng không navigation item select listener element mình rồi đúng chứ nào chúng ta là mình này thì các bạn thấy là lúc này là thằng này nó giống gì giống menu rồi các bạn đã biết rồi đúng không chúng ta đã biết rồi nhưng bây giờ là mình muốn cho mấy thằng này nó có màu kìa đúng không mình muốn cho nó có màu vậy mình gọi bây giờ mình cần xử lý navigation view à cần xử lý navigation view vậy mình gọi đây navigation view chấm gì các bạn à, như nó sẽ là set in à, set icon đây set icon In english thì các bạn truyền vào là null à, nôn điều tính này nó sẽ định cái màu sắc á ha định màu sắc của mấy thằng ngay kênh này nè nếu bạn để nôn thì nó sẽ lấy màu mặc định nha rồi nôn bây giờ các bạn thấy là chúng ta chưa set tên trong này đúng không bây giờ chúng ta muốn lấy tên đăng nhập Set vào đây ok đơn giản Nghĩa các bạn chỉ cần gì đây à đúng rồi chúng ta sẽ báo sơ cầu view đúng không chúng ta sẽ báo sơ cầu view và trong đó chúng ta Set cho nó ha sơ cầu image view rồi tìm nó bên giao diện đúng chưa nào Ê, xin nhầm, nhầm nhầm nhầm, chúng ta chỉ gì? Test view, tết view đúng chứ nhỉ? Test view. À, lộn lộn. Vì cái đó là chữ test đúng không? Chúng ta có test view là t tiêu tên, tên nhân viên, navigation. À. Rồi. Chúng ta sẽ ở đây quăng vào. Bằng, cho chúng ta tìm bên giao diện r.id.tt tên nhân viên navigation. Ở bên kia đặt Navigation nè Sửa tên lại tí ha Là đây Navigation Rồi ok Bên đây sửa lại tt Navigation Rồi ép kiểu về Rồi chúng ta xử lý nó Có phải là chúng ta gì đấy các bạn À chúng ta đã lấy được cái tên đăng nhập ở đây Rồi chúng ta cần gọi gì đấy tt tên nhân viên chấm Set test thôi Đúng không Bằng cái gì Có phải là bằng cái gì Tên đăng nhập mà chúng ta truyền vào khi chúng ta đăng nhập được không tên DN à, Xong Xong chưa Xong rồi đúng không Chạy lên À các bạn thấy là gì Với một đống code như vậy Thì nếu như mà Chúng ta làm Rất là dễ nhớ đúng không Quá dễ nhớ đi Đúng không các bạn Rồi ok Chạy nào Rồi đây sẽ là Phạm Tuân 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đồng ý Lỗi À lỗi gì đây Chà chà Kiểm tra ngay Nun Bonter À dòng 57 À ngay thằng này luôn ô có nghĩa là thằng tên đăng nhập này có thể nó không có nè ha Đó Nó kia kia là tên đăng nhập không có kia là nó truyền dữ liệu Có thể là nó ghét nó ghét test không được là một nè Ha à, hoặc là sinh View chúng ta chưa khai báo là hai như khai báo bên giao diện là hai nhưng mình thấy là chúng ta đã khai báo bên giao diện rồi vậy trường hợp đây là gì đây vậy chúng ta phải test rồi đúng không chúng ta test xem là tên đăng nhập này là nó có nhận được hay không vậy chúng ta sức một cái lóc để chúng ta test xuất một cái lóc để test xem là tên đăng nhập này có nhận được hay không test chấm d ví dụ như là dữ liệu rồi đây sẽ là tên đăng nhập vậy tên đăng nhập được chưa mình sẽ xuất một cái test này rồi bây giờ mình chạy lên Ok Rồi đây ví dụ như là Phạm Tuân 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đồng ý Rồi chúng ta kiểm tra xem dữ liệu Ồ oh, có mà đúng không Đây Gõ ràng là có Phạm Tân đây Đúng chưa nào Có Phạm Tuân Vậy là dữ liệu có nhưng mà tại sao nó xét test không được Vậy có thể trường hợp đưa monitor là gì nếu như nó khai báo đây xét test mà gì nuôi monitor mà trong cái đó chúng ta vậy lóc ra thằng tên đăng nhập nó có giá trị ha à, Mình đang giải thích các bạn cách xử lỗi nó có giá trị mà thằng này mà vẫn báo nuôi monitor vậy có thể là thằng tt tên nhân viên navigation này nó không được khai báo à có nghĩa là đây nó không file được bên giao diện có nghĩa là nó không file thằng tên nhân viên navigation này nó không file được bên giao diện à các bạn rõ chưa Có à? cái nghĩa là nó không file được bên giao diện vậy chúng ta phải file làm sao chúng ta file nó bên giao diện đúng không nó cái nó khai báo thằng này là không có là sao đây đúng nào khai báo là không có rồi chúng ta cần phải kiểm tra xem bên giao diện như thế nào thì các bạn thấy là nó báo lỗi monitor cái lần này nó không tìm được bởi vì sao nè bởi vì các bạn thấy là TST tên nhân viên navigation này nó nằm đâu các bạn à, nó nằm ở layout header cơ mà đúng không mà chúng ta đang gọi đâu trang chủ activity và trang chủ activity này đang sẽ xài các bạn à, đang xài leo là leo trang chủ chứ không phải là Layout header Navigation trang chủ Đúng chưa Thì do đó là Khi chúng ta file như thế này Thì nó sẽ gì Nó vào layout, layout trang chủ Nó file Và khi nó vào layout trang chủ Nó file Đây mở layout trang chủ lên nè Thì bạn thấy là gì Nó có được cái thằng Thằng test view đó không Không hề Đúng không Nó không có được Vậy làm sao mà chúng ta Lấy được thằng này bên kia đây Thì rất đơn giản thôi có phải là Bây giờ các bạn tạo ra một view Và các bạn gán cái view đó bằng gì Layout bên đây Và sau đó gì Chúng ta căn cứ vào cái view đó Chúng ta file đây à, vậy mình tạo ra một view nè view bằng layout in later mình sẽ gì mình khởi tạo layout ha layout in later chấm from did chấm inlet à bạn thấy inlet là resort view wrap và một cái pull in đúng không rồi đây resort inlet resort là gì bây giờ mình cần là layout đi hit the layout vậy r chấm layout chấm header layout navigation trang chủ đúng không view wrap là gì view wrap là gì hả các bạn các bạn cho nôn luôn được không nôn chúng ta hay kia chúng ta không biết chúng ta nôn thì làm sao chúng ta biết được layout nằm view wrap nào mà chúng ta chỉ cần gì chúng ta chỉ cần khởi tạo layout thôi đúng không rồi bây giờ chúng ta lấy view này chúng ta file được chưa các bạn rồi chúng ta file xong bây giờ chúng ta nhả có tài thử đúng không rồi các bạn thấy là chúng ta file thì đây là một số thủ thuật mà chúng ta gì À set test cho cái view mà nó nằm bên khác đúng không? À đơn giản. Ok. Thử lại nào. Hy vọng được ha các bạn ha. Ồ oh, được rồi, chạy rồi. đỡ các bạn, tên nhân viên. Ồ oh, sao nó không không set test cho mình nhỉ? Đúng không? Nếu đúng ra là nó phải set test cho mình chứ à, chúng ta kiểm tra lại xem ha rồi thì bạn thấy là gì cách này chạy lên chúng ta cũng không xét được đúng không vậy chúng ta vẫn còn một cách nữa thì chúng ta sẽ khởi tạo cái header có nghĩa là tại vì bây giờ chúng ta xài gói support ấy, thì chúng ta không thể gọi nào ra gọi navigation view chấm get được đây các bạn xem nó không có tính là get header à nó không có tính get header view đối với phiên bản mới thì nó có tính này nhưng phiên bản support nó không có thì bây giờ làm sao chúng ta làm sao đây thì chúng ta có thể là gọi nam trình view chúng ta set header cho nó chấm inlet header chứ nhỉ đây inlet header view thay vì chúng ta không thể nào gọi tính là get header view được đó các bạn thấy là get nè header nè view nè được các bạn có tính hay không đây không có đúng không đúng chưa vậy bắt buộc bây giờ chúng ta sẽ set header view cho nó à được chưa rồi chúng ta sẽ gì r chấm layout Hit the navigation view trang chủ rồi bây giờ mình thử chạy lên à mình mình thử chạy lên xem sao rồi mình ok nè rồi để đây phạm tuân một hai ba bốn năm sáu ok sổ ra oh, các bạn thấy là à lúc này thì được đúng không lúc này thì nó được đi nhưng mà sao nó có hai cái header đúng không một cái header mặc định và cái header chúng ta mới add vào vậy thì sao các bạn đúng rồi chúng ta bỏ header mặc định đi đây bỏ này đi được chưa đúng không chúng ta bỏ nó đi và sau đó gì chúng ta đã lén gán được dữ liệu đúng không thì chúng ta bỏ cái phần à, đúng rồi phần này đi đúng không phần gắn cứng đi xong chúng ta chạy lại một lần nữa để hoàn tất cái ứng dụng chúng ta rồi ok nè nhập tên vào mật khẩu đồng ý sổ ra được đúng không các bạn đây thành công à thì như vậy ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho bạn cách tạo layout trang chủ cũng như là mình liệt kê ra một số lỗi mà chúng ta thường gặp khi mà chúng ta làm việc với nó à cũng như là cách chạy của một số view cũng như là cách chúng ta xử lý với navigation view mà ở khóa lập trình uh, nâng cao à, các bạn nâng cao mà mình chưa nói chưa đề cập tới mà chúng ta sẽ gặp đi các bạn à gặp khi mà chúng ta xử lý với ứng dụng thì mình đã nêu ra ở cái bài này xin chào và hẹn lại các bạn.